Được dân mạng nhận xét giống Lý Bình, con gái Phương Trinh Jolie trả lời thế nào? Câu trả lời của bé Mia, con gái Phương Trinh Jolie nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lý Bình và Phương Trinh Jolie được biết đến là cặp đôi có chuyện tình chị em đẹp nhất nhì showbiz Việt. Sau 3 năm hẹn hò lãng mạn, cả hai đã chính thức về chung một nhà với lễ cưới đẹp như mơ được tổ chức vào tháng 4, 2022. Ở hiện tại, Lý Bình Phương Trinh Jolie đang tận hưởng những phút giây thư giãn, hạnh phúc bên cô con gái nhỏ Mia tại trời Tây. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Mia đã đăng tải khoảnh khắc được ba Lý Bình bế trên tay kèm theo đó là dòng trạng thái, ngoài kia rộng lớn thế. Thì để ba Bình bế trên vai, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Cụ thể, trong ảnh Mia được Phương Trinh Jolie cho diện cây đồ hiệu, cô con gái nhỏ đang rất vui vẻ và hào hứng khi được nam diễn viên Lý Bình bế trên tay. Có thể thấy, cả hai ba con liên tục nở nụ cười và trông vô cùng hạnh phúc khi đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc thân mật đầy ngọt ngào này của Mia và ba dượng nhanh chóng khiến người hâm mộ tan chảy. Dù bài viết mới chỉ được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã không quên để lại lời khen cho tình cảm và sự thân thiết của hai ba con dành cho nhau. Quá tuyệt vời luôn. Dễ thương, chúc gia đình có chuyến du lịch vui vẻ nha. Hai ba con đáng yêu và dễ thương nè. Dễ thương quá, hạnh phúc quá con gái. Thế nhưng, đáng chú ý nhất chính là phản ứng của Mia trước lời nhận xét từ netizen khi cho rằng em có nét giống Lý Bình. Ngay lập tức, con gái Phương Trinh Jolie đã có phản hồi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, khi được nhận xét kiểu này nhìn con giống ba Bình lắm luôn ý, Mia đã ngay lập tức trả lời, dạ hai ba con mà cô hi hi. Có thể thấy, con gái Phương Trinh Jolie dành cho ba dượng Lý Bình rất nhiều tình yêu thương và sự trân trọng. Minh chứng là không chỉ riêng bình luận trên mà tất cả những bình luận khen hai ba con đều được Mia lễ phép cảm ơn và thả tim. Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi, bé Mia, trong hôn lễ với Lý Bình hôm ngày 25 tháng 4. Lý Bình nói Mia là người quan trọng nhất trong cuộc tình của anh và vợ, do đó đám cưới không thể thiếu Mia. Anh bật khóc trong khoảnh khắc Mia gọi mình là ba và nói, con thương ba Bình vì ba cũng thương con, lo cho con. Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé, em trai hay em gái con đều thích. Việc Mia bày tỏ tình cảm trực tiếp trên sân khấu khiến anh cảm động. Anh không ngờ con riêng của vợ lại dành cho mình nhiều tình cảm đến thế.